24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Cẩm Tú kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 19 tháng 3 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, lực lượng không quân Ukraine ngày 18 tháng 3 cho biết Nga dùng máy bay không người lái UAV triển khai từ biển Azov và tỉnh biên giới Bryansk tấn công nhiều thành phố ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev và thành phố Lviv ở miền Tây. Quân đội Ukraine nói đã bắn hạ 11 trên 16 chiếc UAV Nga, nhưng một số UAV tự sát đã đánh trúng mục tiêu tại thành phố Lviv ở miền Tây. Thống đốc Lviv Maxim Kozetsky nói UAV Nga bay vào vùng trời tỉnh này lúc rạng sáng. Lực lượng phòng không địa phương bắn rơi 3 chiếc, còn 3 chiếc đánh vào một địa điểm không có cư dân sinh sống ở quận Yavoriv. Quan chức tỉnh Dnipro cho hay lực lượng tại đây bắn rơi 3 UAV Nga, còn 2 chiếc lao vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thành phố Novomoskovsk nhưng không gây thương vong cho dân thường. Còn giới chức thủ đô Kiev cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công toàn bộ UAV và đợt tập kích không gây ra thiệt hại nào tại đây. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay 19 tháng 3 đã bất ngờ đến Mariupol sau chuyến thăm Crimea một ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên ông Putin đến thăm vùng Donbass. Cơ quan báo chí Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Nga đã đến thành phố Mariupol bằng trực thăng, sau đó tự lái ô tô đi qua nhiều quận nội thành và dừng chân tại một số khu vực để gặp gỡ người dân. Hãng thông tấn Nga TASS ngày 19 tháng 3 dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Mariupol, thành phố ở khu vực Donetsk mà Nga kiểm soát từ tháng 5 năm 2022. Theo TASS, Tổng thống Putin đã bay tới Mariupol bằng trực thăng, sau đó nhà lãnh đạo Nga đã lái ô tô đi vòng quanh một số quận của thành phố và dừng lại để nói chuyện với một số người dân ở đây. Cùng ngày 19 tháng 3, TASS cũng đưa tin Tổng thống Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao khác. Cuộc họp diễn ra tại sở chỉ huy ở Rostov-on-Don, ở miền nam nước Nga. Trước đó, đài RT đưa tin Tổng thống Putin đã bất ngờ đến Crimea trong ngày 18 tháng 3, đúng dịp 9 năm Nga sáp nhập bán đảo này. Nhà lãnh đạo Nga đã tham quan trường học của trẻ em, rồi khảo sát công trình xây dựng công viên lịch sử và khảo cổ Chersonesov. Ông Mikhail Javodhayev, lãnh đạo Sevastopol cho biết chính quyền thành phố dự kiến khánh thành trường nghệ thuật cho trẻ em trong ngày 18 tháng 3 và đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gọi video với Tổng thống. Tuy nhiên, ông Putin đã bất ngờ xuất hiện. Cuối cùng Tổng thống đích thân đến nơi bằng xe hơi, ông ấy là người cầm lái, ông Javodhayev nói. Lần gần nhất Tổng thống Putin đến Crimea là vào tháng 7 năm 2020, khi đó ông dự lễ đặt ký của nhiều tàu chiến tại xưởng đóng tàu Zalip tại thành phố Kerch. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo đến cầu Crimea, nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, trong lúc cây cầu được sửa chữa sau vụ nổ vào tháng 10 cùng năm. Mariupol đã rơi vào tay Nga vào tháng 5 sau một trong những trận chiến khốc liệt. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Moscow sau khi phải rút khỏi khu vực quanh Kiev vào cuối tháng 3 năm 2022. Quay trở lại với tình hình chiến sự, theo hãng tin Reuters, quân đội Ukraine hôm 18 tháng 3 cho biết, các binh sĩ phòng thủ tại thành phố Bakhmut đang nỗ lực duy trì tuyến đường tiếp tế đạn dược, thực phẩm và thuốc men đến đây. Nga xem việc giành được thành phố Bakhmut là một ưu tiên trong chiến lược kiểm soát vùng không nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine. Người phát ngôn của quân đội Ukraine ông Serhiy Cherevati cho biết, lực lượng nước này đang cố gắng để cung cấp đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cần thiết cho Bakhmut, cũng như đưa thương binh ra khỏi thành phố. Quân đội Ukraine vào tháng trước dường như đã chuẩn bị rút khỏi Bakhmut, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố sẽ cố thủ để bào mòn lực lượng Nga và tạo điều kiện cho cuộc phản công sắp tới. Như quý vị đã biết, các đơn vị thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đóng vai trò tiên phong trong cuộc tiến công của Nga vào Bakhmut. Lực lượng này được cho là đã phải chịu tổn thất lớn, và có lẽ đây là lý do khiến lãnh đạo Wagner là ông Yevgeny Prigozhin đã đặt mục tiêu tuyển thêm hàng chục ngàn tay súng trước giữa tháng 5. Hôm 18 tháng 3, ông Prigozhin cho biết các trung tâm tuyển quân trên khắp nước Nga đã thu hút trung bình 500 đến 800 người đăng ký mỗi ngày. Ông thông báo trên kênh Telegram rằng Wagner dự kiến bổ sung khoảng 30.000 tay súng cho các đơn vị từ nay đến giữa tháng 5. Tổn thất của các lực lượng Ukraine tại đây cũng được cho là rất lớn. Dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây nhấn mạnh rằng chính Ukraine sẽ quyết định về việc cố thủ Bakhmut, thì báo The New York Times gần đây dẫn lời một số quan chức phương Tây cho biết họ quan ngại lượng đạn dược
nhân lực đang được chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới, có thể bị chuyển đến sử dụng ở Bakhmut. Và cụ thể ra sao, Cẩm Tú xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo một bài báo trên tờ New York Times hôm 16 tháng 3, trong khi Mỹ và các đồng minh đang dốc sức tìm đạn dược cho Ukraine, thì Kiev đang đổ vào thị trấn Bakhmut nguồn lực lẽ ra nên được dành cho các cuộc phản công mùa xuân theo kế hoạch. Thị trấn Bakhmut hiện gần như bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn. Tờ New York Times đưa tin các đơn vị Ukraine cố thủ Bakhmut đang gần hết đạn dược và một chỉ huy lữ đoàn phàn nàn về tình trạng thiếu hụt trầm trọng đạn pháo. Báo New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ và EU hiện lo ngại rằng Ukraine đang sử dụng hết hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày trong trận chiến giành Bakhmut. Theo họ, đây là tốc độ bắn không bền vững và có thể gây nguy hiểm cho chiến dịch mùa xuân đã được lên kế hoạch, mà phương Tây hy vọng là mang tính quyết định. Lầu Năm Góc thậm chí còn được cho là đã bày tỏ quan ngại với Kiev về điều này và cảnh báo Ukraine về việc lãng phí đạn dược. Theo bài báo, Mỹ và các đồng minh không dự trữ vũ khí với tâm thế chuẩn bị cho một cuộc chiến pháo binh. Một lực lượng đặc nhiệm bí mật của Anh đang cố gắng khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm nguồn mua đạn dược dùng cho các loại pháo thời Liên Xô. Mỹ và NATO đã tìm cách gom góp được một số lượng đạn pháo đáng kể, nhưng số này được cho là chỉ để sử dụng trong cuộc phản công sắp tới. Một quan chức Lầu Năm Góc gọi đây là nỗ lực cuối cùng, bởi vì phương Tây không có đủ đạn dược để theo kịp tốc độ tiêu thụ của Ukraine. Các kho dự trữ đạn dược của NATO đang ở mức rất thấp và sẽ mất nhiều tháng để những nỗ lực đẩy mạnh sản xuất có tác dụng. Nếu không có pháo binh thì hàng trăm xe tăng và xe bọc thép mới mà phương Tây đang gửi sang Ukraine sẽ chỉ có tác dụng hạn chế. Một số quan chức giấu tên cũng cho rằng thương vong của Ukraine là nghiêm trọng với hơn 100.000 binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng cho đến nay. Giới chức phương Tây cho rằng Kiev phải quyết định giữa cố thủ Bakhmut hay để dành sức cho cơ hội có ý nghĩa duy nhất trong năm nay là tiến hành phản công mùa xuân. Mặc dù giới quan sát không đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ bảo vệ thị trấn này và tuyên bố rằng không có phần nào của Ukraine bị bỏ rơi. Ông Kamil Grant, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO về đầu tư quốc phòng và hiện là chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, cho biết việc tiêu tốn quá nhiều máu và đạn dược vào thị trấn chỉ có một logic duy nhất là làm cạn kiệt nguồn lực của Nga và ngăn chặn các lực lượng Nga tiến xa hơn về phía Tây. Nhưng theo ông, có một khả năng khác là Ukraine bị kéo vào một tình huống mà về lâu dài sẽ có lợi cho Nga và bây giờ rất khó để thoát ra khỏi đó. Các quan chức an ninh cấp cao của Ukraine và Mỹ đã có cuộc điện đàm trực tuyến vào hôm 18 tháng 3. Tại đây, đại diện của chính quyền ông Zelensky đã yêu cầu hỗ trợ thêm thiết bị, vũ khí và đạn dược. Tổng thống Zelensky đã tham gia cuộc họp vào cuối giờ và thảo luận về kế hoạch giành lại các khu vực Nga đã giành quyền kiểm soát. Và thưa quý vị, về hỗ trợ quân sự cho Ukraine thì Ba Lan trong tuần qua đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, dù đây chỉ là loại MiG-29 chứ không phải là các máy bay của phương Tây. Và chính Ba Lan cũng là quốc gia NATO đầu tiên cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Động thái của Ba Lan dường như đã gây bất ngờ cho Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sau đó nói với báo giới rằng cho đến nay, tất cả các nước trong Liên minh NATO đều đã nhất trí rằng chưa phải thời điểm để gửi máy bay chiến đấu. Ông cho biết chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Ba Lan về điều này. Còn Mỹ nói việc Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là một quyết định riêng và ca ngợi Warsawa đã tiếp tục nỗ lực hết mình để có thể hỗ trợ Kiev. Nhưng Washington cũng nhấn mạnh động thái của Ba Lan sẽ không ảnh hưởng gì đến lập trường chưa cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine. Một thông tin có liên quan là báo Politico ngày 18 tháng 3 dẫn nguồn thạo tin cho biết NATO đang bàn kế hoạch đối phó trong trường hợp Nga mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài kia Ukraine. Và trong đó thì NATO thảo luận phương án tăng cường biên giới phía đông bằng lực lượng lên tới 300.000 quân. Tuy nhiên, ý định này đặt ra nhiều thách thức lớn bởi nhiều thành viên của Liên minh đang lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí sau một thời gian viện trợ cho Ukraine và sẽ cần nhiều thời gian và tiền bạc để bù đắp lại. Và thưa quý vị, giữa những thông tin chiến sự căng thẳng thì cũng có một thông tin lạc quan hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine ở Biển Đen, mới đây thông báo thỏa thuận này đã được gia hạn thêm. Ngày 13 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vekseny cho biết Moscow không phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Nhà ngoại giao đưa ra phát ngôn trên sau các cuộc đàm phán tại Geneva với các đại diện của Liên Hợp Quốc. Ông Vekseny nói, phía Nga thừa nhận tính chất trọn gói của các thỏa thuận Istanbul do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra, không phản đối việc gia hạn thêm sáng kiến Biển Đen sau khi hết hạn vào ngày 18 tháng 3, nhưng chỉ trong 60 ngày.
Thỏa thuận ngũ cốc đạt được lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2022 và được thiết kế để tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng biển đen của Ukraine cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga. Chương trình ban đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian 180 ngày và sau đó được kéo dài thêm 180 ngày nữa. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần chỉ trích thỏa thuận này, khẳng định nó không hoạt động như dự kiến. Theo Nga, thỏa thuận này chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Bộ Ngoại giao Nga vào đầu tháng này cho biết xuất khẩu nông sản của Nga đang bị cản trở một cách trắng trợn. Moscow đã kêu gọi phương Tây ngừng chơi quân bài lương thực và xác định vấn đề chính của thỏa thuận này là sự phá hoại của các nước phương Tây đối với thỏa thuận giữa Nga và Liên Hợp Quốc. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và thỏa thuận đã giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu sau khi xung đột bùng phát. Theo Tổng thống Erdogan, nhờ thỏa thuận, 25 triệu tấn lương thực của Ukraine đã được phân phối ra thị trường thế giới. Và thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Moscow sẵn sàng lắng nghe những đề xuất nghiêm túc từ Ukraine và phương Tây về việc tìm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nhưng sẽ không chấp nhận những tối hậu thư. Theo thông tấn xã Nga TASS, bà Zakharova cho rằng công thức hòa bình của Ukraine, trong đó đòi hỏi Nga rút khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, Crimea, bồi thường chiến sự, nhận tội tại tòa quốc tế là xa rời thực tế. Bà lặp lại quan điểm của Nga để đạt hòa bình là các bên ngừng cung cấp vũ khí, lính đánh thuê cho Ukraine, ngừng hoạt động quân sự. Ukraine khôi phục vị thế trung lập, chấp nhận tình hình mới trên thực địa, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, tôn trọng quyền của người nói tiếng Nga và cộng đồng thiểu số tại Ukraine. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, việc đối đầu tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ không chỉ đang xảy ra ở châu Âu mà cả ở châu Phi. Hợp tác quân sự giữa Nga và nhiều nước châu Phi tiếp tục mở rộng trong những năm qua, đặc biệt với sự tham gia của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, chính là cái tên mà chúng ta thường nghe khi mà nói về chiến sự ở Bakhmut. Mỹ đã không thể ngồi yên trước diễn biến này. Cuộc huấn luyện chống khủng bố này ở Ghana đang được các chỉ huy Mỹ hướng dẫn. Nhiệm vụ là ngăn chặn không cho một cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo lan rộng. Nhưng các chỉ huy ở đây đang cố gắng huấn luyện các quốc gia ven biển Tây Phi đoàn kết và hỗ trợ nhau trong cuộc chiến đó, chứ không phải dựa vào các cường quốc ngoài phương Tây như Nga. Vấn đề là phải đồng bộ hóa, tập hợp mọi người lại với nhau để giúp giải quyết vấn đề chung trong tương lai. Cuộc huấn luyện này dạy cho các quốc gia trong khu vực rằng họ có thể vượt qua rào cản biên giới và nói chuyện với các nước láng giềng, rồi cùng nhau giúp giải quyết vấn đề chung. Tôi tin rằng việc tiếp tục chủ đề đó sẽ rất có lợi cho Mỹ. Điều này diễn ra một năm sau khi Mali thuê tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga trong bối cảnh các nhóm Hồi giáo ngày càng lộng hành. Các chính phủ phương Tây và Liên Hiệp Quốc cho rằng điều đó đã dẫn đến bạo lực gia tăng. Khi việc các tổ chức quá khích tăng cường tuyển mộ, một chuyện xảy ra là các chính phủ có khả năng gặp vấn đề. Và đó là lúc họ bắt đầu tiếp cận những bên khác, những người muốn khai thác nhiều tài nguyên hơn ở một nước nào đó. Mối quan hệ giữa Moscow và Washington trở nên thù địch hơn kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine và phương Tây phản đối ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Mali, nước có chính phủ lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2021 cho biết các lực lượng Nga không phải là lính đánh thuê mà là cố vấn huấn luyện quân đội địa phương sử dụng trang thiết bị từ Nga. Trong thập niên qua, hàng ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản khi các nỗ lực tấn công không thể ngăn chặn một cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo. Các chuyên gia an ninh cho rằng tình hình có thể còn tồi tệ hơn sau khi hàng nghìn binh sĩ Pháp bị chính quyền quân sự buộc rời khỏi Mali và Burkina Faso trong năm 2023. Trong khi đó, ở Ethiopia cũng có dấu hiệu cho thấy Mỹ đang cố gắng củng cố mối quan hệ ngoài chiến trường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed khi hai nước đang tìm cách hàn gắn quan hệ ngoại giao bị tổn hại bởi cuộc chiến ở đó. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương với cam kết phát triển quan hệ đối tác, nhưng không rõ Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp thêm nguồn lực nào cho châu Phi. Washington đã do dự hơn sau khi 4 binh sĩ thiệt mạng ở Niger vào năm 2017. Nhiều người chỉ trích đã nói rằng thời gian là rất quan trọng khi bạo lực từ các nhóm khủng bố Hồi giáo tiếp tục lan rộng. Mỹ, Nga và Trung Quốc cũng đang chạy đua trong một cuộc cạnh tranh khác về quân sự, đó là phát triển vũ khí bội siêu thanh. Gần đây, đại diện một nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng Washington đang chậm chân trên đường đua này so với hai đối thủ trên. Và cụ thể ra sao thì Cẩm Tú xin mời quý vị cùng theo dõi. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 10 tháng 3 cho biết Trung Quốc đang vượt qua Nga về khả năng phát triển tên lửa bội siêu thanh và có thể đã có phương tiện tấn công các lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương.
Trong phát biểu khai mạc trước tiểu bang về các lực lượng chiến lược của Hạ viện Mỹ, ông Paul Frischler, nhà khoa học đầu ngành khoa học công nghệ thuộc Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ DIA, đã so sánh năng lực vũ khí bụi siêu thanh của Nga và Trung Quốc. Ông Frischler nhận xét, cả Nga và Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí bụi siêu thanh thành công và có khả năng triển khai các hệ thống này để tác chiến. Tuy nhiên, Trung Quốc đã vượt mặt Nga về cả cơ sở hạ tầng hỗ trợ lẫn số lượng hệ thống. Ông cho biết trong hai thập niên qua, Bắc Kinh đã nâng cấp đáng kể việc phát triển các công nghệ tên lửa bụi siêu thanh thông qua các nỗ lực đầu tư phát triển thử nghiệm và triển khai một cách mạnh mẽ và tập trung. Ông Frischler lưu ý rằng Trung Quốc đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm vũ khí bụi siêu thanh, trong đó có cuộc thử nghiệm quan trọng liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. Ông nhấn mạnh, loại tên lửa này có đầu đạn lướt bụi siêu thanh và tầm bắn ước tính ít nhất khoảng 1.600 km, cho phép nó có thể tiếp cận đến các khu vực đồn trú của quân đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ông cho rằng DF-17 có thể đã được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 2020. Trong khi đó, đối với quân đội Nga, ông Frischler cho biết Nga đã triển khai 3 hệ thống bụi siêu thanh, bao gồm tên lửa phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Kinzhal, phương tiện lượng chiến lược Avangard và tên lửa hành trình chống hạm Zircon. Các loại tên lửa bụi siêu thanh là một loại vũ khí nguy hiểm với tốc độ di chuyển cao và có khả năng cơ động giúp chúng né tránh được hệ thống phòng thủ. Trong những năm gần đây, cả Trung Quốc và Nga đều đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các công nghệ bụi siêu thanh. Trong khi đó, Mỹ bị cho là đã tụt hậu lại phía sau khi vẫn chưa chế tạo được bất kỳ loại vũ khí bụi siêu thanh nào hoạt động hoàn chỉnh. Hơn nữa, Nga đã thu thập thêm kinh nghiệm thực tế về loại vũ khí này khi sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Hôm 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng cuộc tập kích tên lửa lớn gần đây vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine đã có sự tham gia của tên lửa bụi siêu thanh Kinzhal. Cùng ngày, Đại tá Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine thừa nhận rằng lực lượng phòng không của nước này không có khả năng để bắn hạ các tên lửa bụi siêu thanh của Nga. Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, sắp xem xét một dự luật nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự tại nước này. Theo dự luật mới, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Nga sẽ được tăng từ 18 cho đến 27 như hiện nay sang 21 đến 30 tuổi. Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng đây là nỗ lực của Moscow nhằm tăng quân số nhập ngũ bởi nhiều nam giới trong độ tuổi 18 đến 21 đang được miễn nghĩa vụ quân sự vì học đại học. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 19 tháng 3 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.